sets me free. It's wrong, I can't be right. I love the bird below you set myself. Xin chào mọi người, hôm nay gia đình mình lại có chuyến du lịch đến Vũng Tàu. Và lần này mình đặt một khách sạn rất là nổi tiếng tại trung tâm thành phố Vũng Tàu, đó là khách sạn Malibu, tọa lạc trên đường Lê Hồng Phong nối dài ra trục chính đường Thùy Vân. Khách sạn Malibu thừa hưởng thiết kế rộng rãi, hiện đại, sang trọng. Nơi đây là khu vực trung tâm của thành phố nha mọi người, cho nên rất dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan và ăn uống. Khách sạn Malibu là khách sạn 4 sao, phòng ở đây được thiết kế rộng rãi, nội thất các trang thiết bị mới. Khách sạn đi vào hoạt động tháng 4 năm 2016 với gồm 20 tầng, với tổng số 203 phòng, gồm các phòng hạng sang nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ vào trong làm thủ tục nhận phòng và sẽ review cho các bạn xem thiết kế của khách sạn và các tiện ích của nó nhé. Đây là khu vực ngồi đợi check-in và uống nước chào mừng của khách sạn. Còn đây là quầy để check-in nha các bạn. Các bạn cũng có thể nhìn thấy xung quanh sảnh check-in rất là sang trọng và đẳng cấp nha các bạn. Khách sạn này rất là đẹp. Đây là khu vực uống cà phê và trà chiều của khách sạn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi lên lầu 15 để nhận phòng và mình sẽ review phòng của khách sạn cho các bạn xem nhé. Các bạn hãy theo mình nào. Và kỳ này mình đặt phòng Family Grand có giá 6.800.000 một đêm dành cho 4 người nha các bạn. Gồm có 2 giường ngủ và 1 toilet và 1 ban công nhìn ra view thành phố. Phòng này có diện tích 60m² rất là rộng và đầy đủ trang thiết bị. Và bây giờ mình đi xuống nhà hàng nằm ở tầng 3, mình sẽ review cho các bạn xem sảnh ăn sáng ở đây như thế nào nhé. Đây là khu vực trưng bày các món rau và nước chấm.
đây là khu vực trưng bày thịt nguội. Còn tại khu vực này mình thấy trưng bày các món đồ xào, xà lách, ngũ quả nha các bạn. Còn tại đây trưng bày các bánh cuốn và chả lụa, trông rất là ngon. Còn tại khu vực này trưng các loại bánh ngọt để tráng miệng nha các bạn. Khu vực này để giao và bánh các loại như bánh mì và bánh ngọt, rau câu thơm và các loại trái cây. Đây là nước uống. Các bạn cũng có thể thấy phòng ăn sáng đây thiết kế rất là rộng và sạch sẽ và nhìn rất là mát nha các bạn. Còn đây là khu vực bếp nấu bún phở và bánh mì ốp la nha các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy lên tầng 5 của khách sạn để tham quan quầy massage spa, hồ bơi và phòng karaoke nha các bạn. Đây là phòng spa massage. Đây là khu vực hồ bơi nằm trên tầng 5, có view nhìn ra thành phố và biển, trông rất là đẹp và rộng nha các bạn. Tại đây chúng ta có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố. Còn đây là quầy bar của khách sạn nằm trên tầng 5. Chúng ta có thể uống rượu và dùng cocktail ở đây nhé. Phía bên này là phòng bia, phòng bóng bàn và phòng banh bàn luôn nha các bạn. Các bạn có thể chơi ở đây thì tùy thích. Còn đây là phòng karaoke của khách sạn cũng nằm trên tầng 5. Ở đây có giá vài trăm ngàn một tiếng nha các bạn. Các bạn có thể vào đây thưởng thức giọng hát của mình. Còn đây là quang cảnh vào ban đêm của khách sạn Malibu, các bạn cũng đã thấy nó lên đèn rất là đẹp và lộng lẫy. Còn đây là quang cảnh bên ngoài của khách sạn Malibu, trông rất là đẹp và mát mẻ.
không khí ở đây rất là yên bình nha các bạn. Và cuộc hành trình đến đây cũng đã kết thúc. Các bạn hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.